Lần đầu tiên rửa xe uống nước. Ủa chị cố vô. Không câu giờ nha lẹ nha. Đâu đang ngoài đó chứ vậy?
tôi với ông chị. Ghê vậy ta. Oh.
quấn vậy thôi. Búa lắm mà búa. Quan. Đúng rồi, giải sân chuyện nói. Rồi lên ăn luôn. Rồi để dưới cho em anh chị coi đi. Đó thì để dưới là có điểm liền đó. Rồi để đây. Sao chịu nói em cứ thế em làm đó em có điểm thôi. Hai máy vậy hai sáu sáu rồi mạnh coi dạ. Nãy tôi thấy rồi. Năm mấy cân nó không hả? Không. Đâu? Chắc để em.
Lần này cho cường chọn á, cho cường chọn. À, bây giờ để cho nó chọn hai người không cầu cãi. Chọn hai người vậy nãy em với anh Việt đúng không? Anh cường anh cũng thua rồi. Ê, anh đúng mà anh cũng thua trơn á. Nó không thay sắp xếp của anh. Sáng giờ đứng với ai cũng thua rồi, bây giờ chỉ có đứng với anh Việt thôi. Đúng với cường nha. Quái rồi. Việt ơi. Cường là quái rồi. Hà với cường một phen. Lý do sao là nó phải đưa quanh qua lại giữa anh em rồi đã hợp nhau rồi cho quanh nhận nội sáng. Hồi sáng cũng thua rồi. Đúng anh. Người ta đã nói là đổ tiền gạo thôi để cho nó lấy mặt bán. Sáng rồi, tự bán. Bây giờ này đó đội tình giống vậy thôi, anh muốn quanh hay là em chỉ làm việc cái quanh, đòi lựa đi. Nó chỉ có đổ qua đổ lại thôi, tiền gạo thôi. Đó, anh lựa đi. Vậy. Đó, cho anh Hàng với Quỳnh chơi đi. Đó, Hàng Quỳnh chơi hả? Đó, không quanh. Không. Quanh đây hả? Quanh đi. Chứ không gì cái quanh cũng nữa. Hoặc là quanh nhất cơ. Quanh nhất cơ, đổ dán qua quanh nhất cơ. Để đây quanh qua đây. Để nó kêu quanh qua đây quanh. Thôi để đúng cho ông muốn đây. Đó sao? Đúng cho ông muốn đây rồi coi thắng đổi ông nha. Kia nó chịu hay không em hỏi kia nè. Đánh ai rồi? Đây cho em chịu rồi. Ok được, cái nó ok không được. Cái nào hả? Ba thì em thề thôi. Thank you.
Ủa. Không nướng nữa rồi. Cái gì mà nướng nước hoài vậy? Hãy đổ cho hai nữ mà cũng nướng như vậy. Không nghe nướng rồi. Đặt nó rồi chứ không cho anh nhấc đầu lên đâu. Vô. Không lộn lên rồi.
Đúng rồi.